Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá sầu riêng cập nhật hôm nay ngày 28 tháng 2 năm 2024, giá sầu riêng ổn định nha bà con. Tại miền Tây mức sang kiên 135-140, Black Thorn giá 130-140, 6 hũ 125-130.000 đồng, chuồng bò giá 135-140.000, ri sáo hàng đẹp giá 125-130, ri sáo mua xô 115-120, sầu riêng thái hàng đẹp 185.000-190.000, sầu riêng thái mua xô 170-175.000. Tại miền Đông, ri sáo hàng đẹp 125-130, ri sáo mua xô 115-120, sầu riêng thái hàng đẹp 185.000-188.000, sầu riêng thái mua xô 170-175.000. Tại Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp 125-130, ri sáo mua xô 115-120, sầu thái hàng đẹp 185-188. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.